Thưa quý vị, nhịp sống đô thị hiện đại luôn hướng con người đến sự mới lạ, độc đáo và những quán cà phê độc lạ cũng được ra đời từ đó nhằm phục vụ nhu cầu giải trí thiết yếu của con người. Đó cũng chính là xu hướng kinh doanh mới nhằm thu hút thực khách. Và trong chương trình Nhịp sống mới tuần này sẽ là câu chuyện về những quán cà phê độc và lạ được xuất phát từ những ý tưởng vô cùng độc đáo đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các thực khách. Kinh doanh quán cà phê ngày càng trở thành một xu hướng được ưa chuộng trong lĩnh vực ẩm thực. Và làm thế nào để kinh doanh hiệu quả? Đó là một bài toán không hề đơn giản. Ngoài thức uống ngon thì làm thế nào để tạo nên sự mới lạ cho hình ảnh quán trở nên ấn tượng hơn trong mắt thực khách là một điều kiện không thể bỏ qua. Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao nên nhu cầu thưởng thức hưởng thụ của người dân đang ngày một phát triển. Cùng với sự phát triển vượt bậc của ngành nghề kinh doanh ẩm thực, đặc biệt là lĩnh vực cà phê, rất nhiều hàng quán được hình thành với nhiều phong cách và đẳng cấp khác nhau nhằm mang lại những dịch vụ tốt nhất cho thực khách. Cũng chính vì lẽ tất yếu không chỉ là ăn no mặc ấm mà còn là ăn ngon mặc đẹp, nên các thực khách ngày càng khó tính hơn. Đó là sự nâng cao về nhu cầu được phục vụ chuẩn trong dịch vụ ẩm thực, hay nói cách khác là nhận thức về dịch vụ quán cà phê của thực khách ngày càng được tiêu chuẩn hóa. Chính vì vậy mà những quán cà phê với phong cách độc đáo mới lạ đang là một xu hướng kinh doanh mới, đầy sức lôi cuốn trong nhịp sống hiện đại ngày nay. Không chỉ mới lạ và độc đáo, những quán cà phê còn đem đến một làn gió mới cho thế giới ẩm thực và thu hút đông đảo thực khách. Đó có thể là quán cà phê thú cưng với rất nhiều loài bò sát sẽ khiến cho bạn cảm thấy như đến với thế giới hoang dã ngay giữa thủ đô. Hay quán cà phê xe cổ trưng bày rất nhiều các vật dụng mang dấu ấn thời gian. Khi đến đây, chúng ta dường như được đắm chìm trong niềm nhung nhớ, hoài niệm về những kỷ vật đã từng gắn bó với thời thơ ấu của mình. Gia đình mình ở Việt Kiều Pháp về nước Nam số 4 thì đã được tiếp cận những cái nền văn hóa, các đồ vật của nước ngoài rất sớm. Thế sau đó là mình cũng là người sưu tầm xe máy cổ, mình thích mô tô, thích những cái đồ vật cơ khí cổ. Thì ý tưởng mình là về đi bộ đội về, mình là mới làm thợ sửa máy khâu. Thế trong khi mình sửa máy khâu thì mình thấy những cái chân bàn máy khâu nó có đường nét mỹ thuật rất là đẹp, chi tiết rất đẹp. Thì ý tưởng là cái mặt bàn máy khâu thì nó đạt cái tiêu chuẩn của bàn uống nước. Thì mình ra một cái ý tưởng là sẽ mở quán cà phê bằng chân bàn máy khâu để cho những người cùng sở thích, đam mê đến đây để bình luận, bình phẩm. Mà mình uống cà phê thì mình thích là ngồi nó được ngắm những đồ vật mà mình không chán mắt. Những vật dụng mang dấu ấn thời gian được ông Trần Quang Vinh, chủ nhân quán cà phê xe cổ số 11 Hàng 4, sưu tầm và giữ gìn như những báu vật vô giá. Quán cà phê chứa đựng bao tâm huyết và một tâm niệm muốn lưu giữ lại chút hình ảnh xưa cũ của thủ đô Hà Nội. Xu hướng bây giờ thì là các quán cà phê khác thì là rất là hiện đại, các cái đồ vật xung quanh là hiện đại, nhưng mình đây vẫn muốn có giữ lại cái nền văn hóa của Hà Nội xưa, thì để du khách để đến đây để ôn lại những cái thời gian đã trôi rồi. Thì đến đây người ta uống cà phê là được thưởng thức, được ngắm lại những cái đồ vật kỷ niệm của gia đình người ta ngày xưa. Những cái đồ vật ngày xưa nó cũng có cái rất là tinh tế, nhưng cái quạt thì cái đồng hồ, cái xe máy nó có những cái chi tiết. Xe máy thì động cơ nổ rất là chậm, mình cảm thấy thư thái. Đồng hồ thì nó lắc đi lắc lại rất là
chậm như cái nhịp tim mình. Mình muốn là mọi người đến đây để thưởng thức những cái thời gian nó bình yên. Xuất phát từ sở thích đặc biệt với chân bàn máy khâu, nên ông Vinh đã sáng tạo nên các bàn uống nước trong quán trở nên vô cùng đặc biệt như thế này. Để những đồ vật mang giá trị xưa cũ không đơn thuần là vật trưng bày cho các thực khách ngắm nghía và hồi tưởng lại một thời đã qua, chủ quán đã phục dựng và thổi hồn cho những chiếc quạt trần, những chiếc đèn được bật sáng sống lại một cách tự nhiên, tinh tế, như một cách để giữ gìn chúng sống mãi với thời gian. Một cái xu hướng kinh doanh mới này độc và lạ, thì hiện nay đã thu hút được rất nhiều tầng lớp khách hàng đến đây để thưởng thức cà phê. Đấy, ngoài cà phê ngon ra thì người ta cũng có một cái thú vui để người ta tìm hiểu, người ta cảm nhận được những cái cổ vật. Hình thức kinh doanh này là rất là lành mạnh và toàn những người ta hiểu biết về lịch sử, người ta đến, người ta nhâm nhi một tách cà phê, xong người ta hoài niệm cái chuyện ngày xưa. Nó mang cái tính chất là rất là văn hóa, sâu sắc. Những cái đồ vật cổ nó có giá trị về mặt tinh thần, đấy, về mặt lịch sử, mà rất là ngày xưa là cái thế hệ của ông bà, cha mẹ chúng tôi đã giữ gìn. Cho đến bây giờ thì bản thân chúng tôi cũng có trách nhiệm giữ gìn hơn để cho nâng cao cái giá trị cổ vật của cuộc sống. Nó hàng ngày nó đi vào trong cái tiềm thức của mọi người yêu cổ vật. Ngoài những vật dụng cổ gắn bó với cuộc sống của giới tư sản xưa, cà phê xe cổ còn có sức hút với nhiều người nhờ bộ sưu tập hơn 100 chiếc xe máy, xe đạp cổ thuộc loại hàng hiếm ở Việt Nam. Muốn mang lại một hình ảnh quán cà phê độc và lạ, để lại dấu ấn không thể lẫn vào đâu trong lòng thực khách và góp phần lưu giữ lại những giá trị truyền thống, tạo nên một không gian lãng đãng buồn với dáng vẻ trầm lắng, cổ kính về một Hà Nội xưa, rất thích hợp cho những ai muốn tìm đến sự tĩnh lặng để rời xa những xô bồ của nhịp sống hối hả bên ngoài. Còn đây là những hình ảnh của các chú bò sát trong quán cà phê Thú Cưng nằm trên phố Ông Ích Kim, Hà Nội. Đến với Pet Cafe, thực khách vừa có thể nhâm nhi một cốc cà phê, vừa được ngắm nhìn và chơi đùa với những chú mèo nhập ngoại hay những chú bò sát nhìn có vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại rất thân thiện với con người như trăng, rắn, kỳ đà, rồng Nam Mỹ. Những người bạn này đã qua kiểm dịch và nằm trong danh sách vật nuôi được mua bán trên thị trường quốc tế nên an toàn cho các thực khách. Qua một lần ở bên nước ngoài thì có một bạn đã truyền cho mình một cái kinh nghiệm và các cái bạn chơi, và bạn truyền cho mình một cái hứng thú với loài bò sát này, và khi đó mình lấy cảm giác mà mình mong muốn mang về Việt Nam cho mọi người cùng có một cái sân chơi, và nhất là cho trẻ con Việt Nam mình. Đấy, sự hưởng ứng của mọi người thì cũng có một số rất là nhiều đa chiều, có người rất ủng hộ và có những người gì là các bác thì là chưa hiểu nhiều về những con vật này, thì nhìn bên ngoài thì có thể là rất đáng sợ, và họ cũng có những phản ứng khác trái chiều nhau. Trẻ em và có những phụ huynh thì cũng rất là thích. Mình đang muốn đem lại thiên nhiên đến với cuộc sống hiện đại, vì các bạn là trong cuộc sống mình rất là xô bồ và có quá nhiều thời gian, mất nhiều thời gian và ít sân chơi. Pet Cafe cũng là một sân chơi, là nơi gặp gỡ của những người yêu thiên nhiên và động vật, đặc biệt là các loài bò sát. Chúng được chủ quán nuôi dưỡng, thuần chủng và giới thiệu cho thực khách để tạo nên một không gian thư giãn khác biệt và giúp giới trẻ trở nên biết yêu thương và bảo vệ động vật hơn. Nếu như còn e dè khi sờ tận tay những chú bò sát, thì chúng ta có thể ngắm nhìn chúng qua từng ô kính được bày trí trong cửa hàng. Cà phê Thú Cưng thật sự sẽ mang lại một cảm giác mới lạ cho các thực khách. Bạn mình cũng chơi rùa, thế nên giới thiệu đến cái quán cà phê bò sát này. Bây giờ có rất nhiều quán cà phê nó mọc lên, nên có những cái quán cà phê độc như thế này thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là được hưởng ứng. Đấy. Nó có sức cạnh tranh lớn so với những quán cà phê bình thường. Tại vì ngồi ở trong đây cái cảm giác là giống như mình hòa vào thiên nhiên, rất là thoải mái, và có những cái
con bò sát rất là lạ, lần đầu tiên mới cầm này. Bạn có tin rằng một chiếc xe buýt lại trở thành một quán cà phê? Sự sáng tạo vô cùng độc đáo này đang có mặt ngay giữa thủ đô Hà Nội. Khác hẳn với các quán khác, chủ nhân của Bus Cafe đã biến toàn bộ không gian phía trong của chiếc xe buýt loại 45 chỗ thành quán bán cà phê với rất nhiều loại đồ uống phục vụ thực khách. Tiểu mục Nhịp sống muôn màu sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những hình ảnh thú vị về cà phê xe buýt. Với diện tích khoảng 25 m², từ một chiếc xe buýt cũ tháo bỏ động cơ và được thiết kế thành một quán cà phê lưu động đầy ấn tượng, bàn ghế gỗ nhỏ xinh, vài cuốn sách, khu vực buồng lái được cải tạo thành khu pha chế đồ uống, vệ sinh cốc chén. Đến đây, bạn có thể lướt web, đọc sách, thưởng thức đồ uống và trải nghiệm một chút rum lắc nhẹ nhàng khi có khách lên xuống xe như đang ngồi trên một chiếc xe buýt thật sự. Sau chuyến công tác sang đất nước Nhật Bản, được trải nghiệm nhiều dịch vụ trên ô tô và ý tưởng sáng tạo nên cà phê xe buýt được hình thành từ ba người bạn. Phải mất nửa năm từ việc hình thành ý tưởng, đi mua xe buýt cũ, thiết kế và làm nội thất, quán cà phê độc đáo này đã ra đời. Khi uống cà phê thì bên cạnh việc thưởng thức cà phê, gần đây thì mọi người cũng, các cái chủ đầu tư người ta đầu tư tương đối vào không gian ngồi cà phê, có những nơi rất là sang trọng, thiên nhiên bên ngoài được đầu tư rất kỹ, thì mình cũng muốn có một cái gì đấy khác biệt, thì mình cũng cộng thêm là những cái tiếp xúc và những ý tưởng đối với nước ngoài thì mình đã kết hợp lại, thì mình cho là ngồi trên cái xe buýt thì nó cũng sẽ là một cái gì đấy khác biệt. Sau một vài tháng hoạt động từ cửa hàng thứ nhất thì đến mình cũng tin là đây sẽ là một cái xu hướng khá mới, và các bạn khách hàng trẻ bên mình thì cũng tiếp nhận cũng khá là tích cực. Do đó mình cũng tin đây là một cái hình thức mà vẫn sẽ thu hút được các bạn trẻ. Tiếp tục sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ, Bus Cafe vừa ra mắt cà phê xe buýt 2 tầng nằm trên phố Hoàng Quốc Việt. Vừa thưởng thức một cốc nước mát lạnh, vừa trải nghiệm không gian thoáng mát, ngắm từng dòng người qua lại như thế này, thật sự sẽ mang lại cho thực khách một cảm giác vô cùng mới lạ. Ưu điểm lớn nhất của cách kinh doanh này là tiết kiệm được chi phí, linh hoạt trong việc di chuyển địa điểm, mặt bằng. Khách hàng mà Bus Cafe muốn hướng đến là học sinh, sinh viên. Chủ nhân Bus Cafe đang ấp ủ dự định sẽ có chuyến xe phục vụ du khách nước ngoài ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, khách vừa có thể ngắm phố phường Hà Nội, vừa uống cà phê trong một không gian ấm cúng mà chỉ có ở cà phê xe buýt. Hình thức kinh doanh độc và lạ này chắc chắn sẽ đem đến sự thú vị cho những ai dù chỉ một lần được thưởng thức.